Có đâu ơi? Anh đâu à? Không, anh không lo. Ủa chứ, ông chạy, ông chứ hả? Nè, nè, bình nha, mẹ. Kỷ niệm buồn vui, giận hờn, uất ức thời thơ ấu, chúng ta cho rằng nhỏ nhặt, nhưng nó có thể là dấu ấn hằn sâu trong tâm lý trẻ và sẽ để lại những hệ quả ảnh hưởng đến cả cuộc đời.